mãi trong mơ Nghi Sơn ơi, miền đất hoang sơ thức dậy rồi, cảng biển nước sâu tổ cầm bên, nhà máy xi măng ngất tầng cao. Nào phải trong mơ Nghi Sơn ơi, thành phố tương lai thức dậy rồi, công trường hối hả đường rộng lớn, tấp nập tàu xe rộn ra ngược xuôi. Nghi Sơn ơi, biển trời quê hương tôi, một dải phi lao bên bờ cát trắng, đón bạn về thăm tắm mát biển quê hương, đến động Trường Lâm nghe kể chuyện thần tiên. Nghi Sơn ơi, đất mẹ quê hương được nghĩa tình như muối mặn gừng cay, thấm được nghĩa tình với đất mẹ Nghi Sơn. Nập tàu xe rộn ra ngược xuôi. Nghi Sơn ơi, biển trời quê hương tôi, một dải phi lao bên bờ cát trắng, đón bạn về thăm tắm mát biển quê hương, đến động Trường Lâm nghe kể chuyện thần tiên. Nghi Sơn ơi, đất mẹ quê hương thấm đượm nghĩa tình như muối mặn gừng cay, thấm đượm nghĩa tình với đất mẹ Nghi Sơn. Nào phải trong mơ Nghi Sơn ơi, nào phải trong mơ Nghi Sơn ơi, thành phố tương lai Nghi Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phường Hải Châu phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao. Thị xã Nghi Sơn thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn các xã phường, người dân đang tích cực các điều kiện sản xuất lúa vụ chiêm xuân. Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân năm 2022, thị xã Nghi Sơn có kế hoạch gieo cấy 4.500 hectare lúa. Trong đó, trà xuân sớm 700 hectare, chủ yếu trên đất đồng sâu, gieo mạ từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 với các giống chủ lực là dòng Si. Trà xuân muộn 3.800 hectare trên chân đất vàn, chủ động tưới tiêu, giống chủ lực, lúa lai chất lượng và năng suất cao, gồm Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, VT 505, Quốc tế 1, Ly 2009.
các giống lúa thuần có năng suất cao như Khang Dân đột biến, Khang Dân 18, Q5, các giống lúa chất lượng cao như HT1, Đông A1, TBG225, TH998, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí gieo giống phù hợp. Để chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân, các xã phường xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, rà soát cụ thể các loại vật tư, chủ động cung ứng vật tư phân bón giống, chuẩn bị nhân lực, vật tư cho giải phóng đất một cách kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất của Ủy ban nhân dân thị xã để nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của thời vụ, qua đó gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Thưa quý vị và các bạn, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn có 145 hectare nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ. Diện tích nuôi trồng thủy sản của phường được chia làm hai vùng nuôi ngoại đê và nội đê. Vùng ngoại đê chịu rủi ro khá lớn của thiên tai, môi trường, dịch bệnh, nên phường Hải Châu định hướng cho các hộ nuôi trồng thủy sản theo phương thức quảng canh với những đối tượng con nuôi dễ tính, vốn đầu tư ít, chỉ tiến hành nuôi vào thời điểm ăn chắc, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Còn đối với vùng nội đê, ít chịu rủi ro, phường xác định đây là tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương và là điều kiện để nhiều hộ dân nâng cao thu nhập. Do đó, những năm gần đây, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu đã và đang khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh theo hướng công nghệ cao, đối tượng nuôi chủ lực là tôm thẻ chân trắng. Để triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu đã chủ động đầu mối phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Thủy sản tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng mô hình nuôi, kỹ thuật chăm sóc tôm nuôi theo hướng công nghệ cao, mật độ dày, đồng thời vận động một số hộ nuôi mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao. Được Ủy ban nhân dân phường khuyến khích tạo điều kiện, cuối năm 2020, gia đình anh Bùi Văn Quang, thôn Nam Châu đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để cải tạo một phần diện tích ao nuôi, đầu tư xây dựng bể nuôi công nghiệp theo hướng công nghệ cao. Bể nuôi có diện tích 350 m², được xây dựng có thiết kế hình tròn, khung sắt lót bạt HDPE xung quanh và hệ thống cung cấp oxy bao quanh cùng với máy móc, thiết bị cần thiết để duy trì và ổn định nhiệt độ. Đáng chú ý, các bể đầu tư nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao đều có mái che, tạo điều kiện cho tôm sinh trưởng phát triển tốt. Đánh giá về hiệu quả kinh tế, anh Bùi Văn Quang cho biết, nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhất là ứng dụng mái che, tránh được thời tiết bất lợi như mưa và gió làm giảm pH, nhiệt độ, độ mặn và gây phân tầng nước trong ao nuôi tôm. Trong quá trình nuôi, người nuôi còn chủ động kiểm soát nhiệt độ, môi trường nuôi, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động bất lợi ngoài môi trường tự nhiên trong điều kiện nhiệt độ ao thay đổi nhanh. Vì vậy hạn chế tối đa được rủi ro, nên dù mật độ nuôi cao, dao động từ 150 đến 200 con trên 1 m², song con nuôi vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Với bể nuôi có diện tích 350 m², năng suất trung bình mỗi vụ đạt 9 tạ trên một vụ, doanh thu đạt khoảng 130 đến 150 triệu đồng trên một vụ, lợi nhuận đạt 40 đến 50 triệu đồng trên một vụ. Như vậy, nếu sản xuất 3 vụ trong năm thì lợi nhuận bể đạt từ 120 đến 150 triệu đồng trên một năm. Từ hiệu quả của bể nuôi đầu tiên, hiện anh Quang đang đầu tư nhân rộng thêm một bể nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, có mái che với diện tích 350 m², dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ cuối tháng 11 năm 2021. Ông Phan Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn cho biết, được Ủy ban nhân dân phường khuyến khích vận động, từ năm 2020, nhiều hộ dân trên địa bàn phường đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao có mái che. Qua hơn một năm sản xuất, mô hình đã chứng minh được nhiều ưu điểm cả về giảm thiểu rủi ro về môi trường, dịch bệnh và hiệu quả kinh tế vượt trội. Do đó, nhiều hộ đang tiếp tục mở rộng mô hình. Hiện diện tích nuôi tôm theo hướng công nghệ cao có mái che trên địa bàn phường đã phát triển lên 5 hectare, đạt 16,6% diện tích nuôi tôm của toàn phường. Khó khăn lớn nhất đối với người nuôi tôm trên địa bàn phường hiện nay là chưa có doanh nghiệp liên kết để bao tiêu sản phẩm, nên giá sản phẩm bấp bênh. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục khuyến khích các hộ dân mở rộng mô hình, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu đang tìm kiếm thu hút doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm tôm cho các hộ nuôi. Thưa quý vị và các bạn,
phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điều này đã được cụ thể hóa vào nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, trở thành tư tưởng chủ đạo và điểm nhấn của văn kiện. Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch số 03 KHTU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại. Ý chí tự lực tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế, là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt, các điều kiện của cách mạng, là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, người cho rằng với ý chí khát vọng đấu tranh mãnh liệt, bất khuất vì độc lập, tự do, cách mạng ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. Ý chí tự lực tự cường trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã giúp người thấy rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đứng lên chống đế quốc, thực dân. Theo người, nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, nhưng phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng dân tộc, trở thành nhân tố tiên quyết quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dẫn dắt, tập hợp và lãnh đạo nhân dân từng bước đấu tranh, chuẩn bị các điều kiện mọi mặt, đưa tới sự thành công của cách mạng. Nhờ có sự chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã diễn ra mau lẹ, ít đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi này thể hiện việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa, khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác. Tư tưởng tự lực, tự cường, chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cách mạng tiếp tục được phát triển và khẳng định trong các giai đoạn cách mạng sau này, đưa tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất. Người nói, trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. Nếu lãnh đạo khéo, thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được. Vai trò và sức mạnh của nhân dân luôn được Đảng ta trân trọng, phát huy cao độ trong công cuộc trường kỳ kháng chiến, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước kể từ khi hòa bình lập lại đến nay, tạo nên những thành tựu vô cùng quan trọng trên các phương diện đời sống xã hội, đem lại những giá trị kinh tế xã hội, những thay đổi lớn lao về diện mạo đất nước trong tiến trình thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, như Bác Hồ hằng mong ước. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, là xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của chính phủ và người dân, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, với cương vị là người đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Người nhiều lần nhắc nhở, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến, chống lại các thế lực đế quốc, thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết đất nước, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo và quyết liệt. Trong quá trình xây dựng đất nước, người rất coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Đảng ta, nhà nước ta từ nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân. Trước lúc đi xa, trong di chúc, người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng cũng là khát vọng tột bậc. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Những tư tưởng khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo, kết quả thành tựu đem lại rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật như văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người Việt Nam. Bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nghiên cứu thực hiện hiệu quả các giải pháp sau. Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm bức xúc trong thực tiễn, thực hiện đồng bộ giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đẩy mạnh tuyên truyền gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, nói đi đôi với làm. Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị, coi trọng công tác kiểm tra giám sát. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cũng là thực hiện tâm nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn cả nước xảy ra rất phức tạp. Theo thống kê, từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, toàn quốc xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120,66 tỷ đồng. Trong đó, xảy ra 467 trên 1.218 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chiếm 38,34%, làm 38 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 43,86 tỷ đồng. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, xảy ra 3 vụ cháy, làm chết 1 người, thiệt hại về tài sản 700 triệu đồng. Trong đó, 1 trên 3 vụ cháy nhà ở hộ gia đình chiếm 33,33%, làm 1 người chết. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa ngăn chặn những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ, tai nạn sự cố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, đặc biệt là với loại hình khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh để đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu. 1. Công an thị xã Nghi Sơn hướng dẫn chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các hình thức phù hợp với thực tế, từng địa bàn, khu dân cư trên địa bàn thị xã, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nơi cư trú, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn. Thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc, công an các xã phường, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, đảm bảo tổ chức hướng dẫn kiểm tra 100% cơ sở được phân cấp theo quyết định số 1159 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh về ban hành quy định phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong Công an Thanh Hóa. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các xã phường trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, nhà mặt phố, kết hợp sản xuất kinh doanh, đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, hướng dẫn cơ sở quản lý thực hiện các quy định về điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,
tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở theo phân cấp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đề xuất cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động những trường hợp không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2021. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Đội Kiểm tra Quy tắc xây dựng, rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với hạ tầng kỹ thuật các công trình, công, các khu dân cư trên địa bàn thị xã, thực hiện xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn, xã phường, kiểm tra hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu cách ly tập trung, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hướng dẫn các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn được phân cấp quản lý, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quá trình thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 2. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã. Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Công an thị xã tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Xây dựng các bản tin, phóng sự, tin bài tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát trên hệ thống truyền thanh truyền hình thị xã. Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn xây dựng bài tuyên truyền và phát các tin bài phóng sự hướng dẫn những biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 3. Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã tham mưu nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022, đảm bảo theo đề án 766 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nguồn kinh phí trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp theo quy định tại thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an và dự nguồn kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 của thị xã theo quy định. 4. Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tư pháp, Đội Kiểm tra Quy tắc xây dựng thị xã phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn rà soát lập danh sách xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với hạ tầng kỹ thuật các công trình, các khu dân cư trên địa bàn thị xã, thực hiện xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Công an thị xã thẩm định các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các công trình, dự án, khu dân cư trước khi đưa vào xây dựng, sử dụng. 5. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 47 ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Chỉ thị số 38 ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia, nay là Thị ủy Nghi Sơn về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các hình thức như phát thanh đĩa tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường, lồng ghép vào các hội nghị của thôn, tiểu khu, tổ dân phố để tuyên truyền về các khuyến cáo, cảnh báo nguy cơ cháy nổ và các biện pháp phòng ngừa, cách thoát nạn, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tai nạn đuối nước tại các bến đò, cửa lạch, ao hồ đập, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trục đường chính, nơi tập trung dân cư. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại công văn số 594
ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, đảm bảo trước ngày 18 tháng 1 năm 2022 phải tổ chức hướng dẫn, kiểm tra 100% cơ sở được phân cấp theo quyết định số 1159 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh về ban hành quy định phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong Công an tỉnh Thanh Hóa. Triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2021 và nhà ở riêng lẻ xong trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn. Hướng dẫn người dân trong khu dân cư, hộ gia đình không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát hiểm, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lô gia của nhà. Tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi, không khóa cửa, lối lên mái. Trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa trong nhà. Đối với nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ, nên bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt, không sản xuất kinh doanh, chất, hàng hóa dễ cháy nổ trong nhà như xăng dầu, hóa chất dễ cháy nổ. Đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã hàn lồng sắt, chuồng cọp, hướng dẫn người dân cam kết tháo dỡ, mở lối thoát nạn. Thứ hai, đạt 50% trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, đạt 100% trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Duy trì chế độ hoạt động của đội dân phòng, bố trí nguồn kinh phí trang thiết bị, phương tiện chữa cháy phù hợp theo quy định tại thông tư 150/2020 TTBCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an và dự trù kinh phí phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022. Khảo sát thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành đóng trên địa bàn, tiếp tục rà soát xây dựng các bến lấy nước, kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống trụ nước chữa cháy, phá dỡ các trụ cột bê tông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ cho xe chữa cháy hoạt động có hiệu quả. Tổ chức thường trực chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẵn sàng huy động tham gia khi có cháy nổ xảy ra. 6. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã về công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở của đơn vị doanh nghiệp mình, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, nhất là các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý thoát nạn khi có sự cố xảy ra trong cơ sở sản xuất kinh doanh, trong doanh nghiệp mình, tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong đơn vị cơ sở mình, khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước, đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra. 7. Chế độ thông tin báo cáo, giao Công an thị xã Nghi Sơn là đơn vị thường trực tập hợp kết quả thực hiện của các đơn vị báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo công văn này. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã bằng văn bản qua Công an thị xã theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu trưởng Công an thị xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Thông điệp 5T, pháo đài chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội. 1. Tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. 2. Thực phẩm đủ tại nhà, cung cấp đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà.
đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người bị nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. 3. Thầy thuốc đến tận gia, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế, tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà, cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. 4. Test COVID tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng cam để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. 5. Tiêm chủng tại phường xã, tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy gồm các ngành nghề sau: Điện công nghiệp, công nghệ hàn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, may thời trang, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, người tốt nghiệp trình độ trung cấp và hoàn thành chương trình trung học phổ thông lớp 12 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, thời gian phát hồ sơ tháng 11 năm 2021, thời gian thu hồ sơ từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, thời gian đào tạo từ 2 năm đến 2 năm rưỡi, tùy từng ngành nghề, văn bằng tốt nghiệp, đường cấp bằng cao đẳng và danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc danh hiệu cử nhân thực hành. Chế độ học tập của học viên, hình thức đào tạo, phối hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, riêng nghề kế toán doanh nghiệp sẽ phối hợp học trực tuyến. Học phí, theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ 390.000 đồng đến 470.000 đồng trên một tháng, tùy theo ngành nghề. Con em các gia đình chính sách được hưởng mọi chế độ miễn giảm theo quy định của nhà nước, được học tại trường và học kèm thực hành tại các doanh nghiệp. Thời gian học ở doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí 180.000 đồng trên một ngày và có nơi ăn ở miễn phí. 100% sinh viên được nhà trường giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học, được nhà trường giới thiệu và tuyển dụng trực tiếp từ các nghiệp đoàn, trường học tại các nước bản địa, kinh phí theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Việc làm Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiểu khu 4, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Điện thoại 0912 812 767 hoặc 0963 627 637. Website www.cdns.edu.vn. Hiệu trưởng đã ký: Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn. Một thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố, diện tích 29,5 hectare, nơi những người xa lạ bỗng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, nơi khơi nguồn cho sự bình yên và ươm mầm sự sống, là điểm bắt đầu cho những thế hệ vươn cao. Tất cả những giá trị sống đích thực và hoàn hảo đều hội tụ tại thiên đường sống đẳng cấp và sang trọng tại Tiana Star Bỉm Sơn. Tiana Star Bỉm Sơn với vị trí đặc biệt chiến lược, tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong tứ sơn trọng điểm phát triển kinh tế của xứ Thanh. Tiana Star Bỉm Sơn sở hữu vị trí vàng, nơi thể hiện yếu tố giao thương kết nối đặc quyền duy nhất tại mặt tiền đường Trần Phú, trung tâm giao thương của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đài đô thị kỳ quan công nghệ kết nối tinh hoa thế giới đầu tiên tại Thanh Hóa, tái hiện một hình ảnh thế giới đi kèm với những tinh hoa của nhân loại sang trọng, đẳng cấp, vượng khí và tài lộc của dòng sông Tam Điệp. Với vị thế sông ngọc đất tiền, Tiana Star Bỉm Sơn được phát triển với concept 4 tiểu khu 88 tiện ích, mang phong cách thiết kế đẳng cấp, tạo dựng một vị thế đặc quyền cho chủ nhân xứng tầm khi sở hữu Tiana Star Bỉm Sơn. Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Tiana Star Bỉm Sơn với 1032 sản phẩm đất nền đẳng cấp bậc nhất Thanh Hóa. Tiana Star Bỉm Sơn được tư vấn thông tin bởi TVI Group, Sunrise Land, Sea Land, Song Vi Land.
Một thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố, diện tích 29,5 hecta, nơi những người xa lạ bỗng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, nơi khơi nguồn cho sự bình yên và ươm mầm sự sống, là điểm bắt đầu cho những thế hệ vươn cao. Tất cả những giá trị sống đích thực và hoàn hảo đều hội tụ tại thiên đường sống đẳng cấp và sang trọng tại Tiana Star Bỉm Sơn. Tiana Star Bỉm Sơn với vị trí đặc biệt chiến lược, tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong tứ sơn trọng điểm phát triển kinh tế của xứ Thanh. Tiana Star Bỉm Sơn sở hữu vị trí vàng, nơi thể hiện yếu tố giao thương kết nối đặc quyền duy nhất tại mặt tiền đường Trần Phú, trung tâm giao thương của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đài đô thị kỳ quan công nghệ kết nối tinh hoa thế giới đầu tiên tại Thanh Hóa, tái hiện một hình ảnh thế giới đi kèm với những tinh hoa của nhân loại sang trọng, đẳng cấp, vượng khí và tài lộc của dòng sông Tam Điệp. Với vị thế sông ngọc đất tiền, Tiana Star Bỉm Sơn được phát triển với concept 4 tiểu khu 88 tiện ích, mang phong cách thiết kế đẳng cấp, tạo dựng một vị thế đặc quyền cho chủ nhân xứng tầm khi sở hữu Tiana Star Bỉm Sơn. Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Tiana Star Bỉm Sơn với 1032 sản phẩm đất nền đẳng cấp bậc nhất Thanh Hóa. Tiana Star Bỉm Sơn được tư vấn thông tin bởi TVI Group, Sunrise Land, Sea Land, Song Vi Land. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.